Dạ rồi, cảm ơn chị. Thì không biết rằng đó là mình nên là sử dụng dầu gội phủ bạc như thế nào để mình đạt được cái hiệu quả cao mà không gây ảnh hưởng da đầu, thì đối cái tần suất để mình gội như thế nào là phù hợp, thì em xin dưới góc độ của chuyên gia ha, thì em xin mời chị dược sĩ Lena, chị có thể là chia sẻ cho mọi người để mình gội và chúng ta phải gội như thế nào để nó đạt được cái hiệu quả cao không gây ảnh hưởng da đầu. Em xin mời chị ạ. Cảm ơn Yến Chi ha, và xin chào mọi người. Thì cái việc mà mình gội cái dầu gội phủ bạc thì mọi người lúc nãy đã có chia sẻ, và bên cho chị Kim Hoa bên nhà Phú Thái cũng có chia sẻ đó, thì là cái tần suất mà tóc bạc nó ra và mình lặp lại cái việc gội đó là sau khoảng tầm 25 tới 35 ngày đó, thì một lần gội mình sẽ lặp lại như vậy đó, và tùy theo cái tình trạng mà tóc bạc của mỗi người ra như thế nào đó thì mình có thể mình lặp lại như vậy. Còn cái việc mà gội thì về những cái dầu gội sản phẩm từ thiên nhiên thì đó, thì mình có cái dòng bên Phú Thái á, thì nó không có làm cho cái tình trạng như là rát da đầu đó, hoặc là nó khó chịu, thì mình có thể gội bình thường thôi. Và sau khi mình trộn hai gói vào với nhau rồi mình khuấy lên và mình quét lên trên đầu tóc mình, đều mình làm đúng như những gì cô Vũ có chia sẻ lúc nãy đó. Những cái lưu ý là khi mình gội á, thì mình nhớ đúng lưu ý đó và mình gọi theo cái hướng dẫn thì chắc chắn là nó sẽ có hiệu quả tốt thôi, chứ không ảnh hưởng gì cả. Hồi nãy là mà mình có hướng dẫn cho các bạn thì các bạn lưu ý chỗ này, là tại vì mình thấy có nhiều bạn làm nó hơi bị sai, là lý do cái sự tiện lợi, tức là khi đặc biệt là ở nhà, khi các bạn đang gội đầu ở nhà, xả tóc nước sạch, tức là đã ra là cái nước sạch rồi, không còn cái màu đen rồi, đúng không? Thì thường các bạn sẽ lấy cái dầu gọi là cái mà làm mượt tóc đó, bắt đầu là các bạn phủ lên trên đầu, thì cái điều đó lại là nó không được hiệu quả, mà các bạn phải lau khô đầu, phải ráo nước thì lúc đó các bạn mới xả. Thì cái tại vì sao các bạn cứ nhìn đi tất cả các chất xả thì có phải là nó có cái chất mà hơi nhớt nhớt không, đúng không? Nó là dầu đấy. Thế thì nếu mà các bạn để cái đầu ướt nhượt xong rồi các bạn lại chà lên thì như vậy có cái chỗ nó thấm mà cái chỗ nó lại không đều. Do đó mà mình lau sơ một chút xíu cho nó ráo nước, rồi sau đó các bạn mới bắt đầu gọi là xoa những cái xả tóc nha. Và nếu mà chúng ta có cái xả ủ đó thì rất là hay nha, thì các bạn có thể sử dụng như vậy thì giờ tóc của mình nó rất là mượt và nó sẽ không có bị một cái gì mà gọi là hại da đầu. Giống như hồi nãy bạn thấy là người khách hàng là chú hồi nãy đó, thì các bạn thấy không? Nhìn chú thì biết là cái gọi là cái tóc của chú nó rất là mềm và mượt. Thì chúng ta chỉ có trải nghiệm chúng ta sẽ biết được cái sản phẩm đó là đúng như nhà cung cấp nói hay là không đúng. Chúng ta cứ phải trải nghiệm thôi các bạn ạ. Mình trải nghiệm một lần rồi mình sẽ biết nó là như thế nào, đúng không? Còn nhà cung cấp thì chắc chắn là ai cũng sẽ tự tin về cái sản phẩm của mình. Nhưng những người tiêu dùng như chúng ta, những nhà đại lý như chúng ta sẽ phải gọi là chịu trách nhiệm trước khách hàng của chúng ta. Do đó chúng ta hãy trải nghiệm và sẽ kiểm chứng những cái điều mà các nhà cung cấp đã chia sẻ với chúng ta, đúng không? Đấy. Thì mong rằng mọi người sẽ có những cái trải nghiệm thật sự là kỹ lưỡng với những cái ghi nhớ nha. Là không 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 nên gội đầu trước khi nhuộm tóc, đó là cái chia sẻ và cái ghi nhớ đầu tiên mà chúng ta phải nên nhớ.